nguyên một cái làm cinnamon, cái giỏ cinnamon, cái dù cinnamon. Hôm nay mình quyết định quay clip Kurumi với mọi người, ok chưa? Giỡn chứ, bắt đầu vô clip cinnamon nha. Khi vô clip, tôi có một bài trình diễn ảo thuật để dành tặng cho tất cả các bạn đang xem đài ngày hôm nay. Có tào lao không vậy? Không, chương trình này hay lắm. Ok. Bây giờ bạn thấy cái này không? Đây chính là chiếc ống thần kỳ. Bây giờ tôi sẽ làm cho nó trở nên lãng mạn nhất. Chứ không phải tào lao nhất hả? Ủa sao em thấy gì hết trơn vậy? Chỉ bình tĩnh đi, cái này con cắn mới thấy được. Rồi cái mền đâu, đưa đây cho tôi. Cái mền trên tay anh nè. Không mạnh quá, bây giờ cầm cho tôi đi. Ok luôn, nhắm làm được gì trời. Tập trung đi. Một, hai, ba, hô mi. Trời đất ơi, dữ vậy ta, bốn bông luôn. Đây chính là hoa ở Đà Lạt, anh mới hái về tặng cho em đó. Gì vậy? Cái tôi cần không phải là hoa, có tiền không? Tiền đâu? Đưa tiền đây, tôi mua đồ. Cảm ơn nha. Qua qua qua, hôm nay bà Dê quyết định là sẽ dùng 200k tiền ảo thuật để mua tất cả đồ dùng học tập cinnamon tại shop. Chế 200 ngàn chắc mua được 5-6 cái vỏ luôn á. Đúng rồi đó, tôi vỏ gì? Vỏ 200 ngàn mà 2-3 vỏ. Vỏ bánh xe hay vỏ gì? Ở đây, giờ đưa tiền trước đi. Trời đất ơi. Đầu tiên cái gì là phải ghé vào cái quầy mà tính tiền là đẹp có cái... Có cái bút 10 màu cinnamon đi mọi người. Ngoài cinnamon cũng có kurumi rồi nữa. Có 200 ngàn làm thấy ớt không? Phát hiện đầu tiên chấn động bờ kè của loài người đã. Một cái dao gọc giấy hình cinnamon siêu cute cành chanh đỏ có màu xanh xanh trắng trắng đó mọi người, rất là xinh luôn. Nên bà Dê sẽ lấy một cái này. Rồi kế bên là mình cũng thấy được một cây kéo đó. Cây kéo này là có cái nắp đậy hình cinnamon luôn nha mọi người. Giá chỉ có là 20 cành cây thôi. Mà mình sở hữu được cây kéo nhiều khi là mình sử dụng cho cái việc học tập như là cắt giấy, cắt thủ công đồ đó, rất là ok. Bà Dê sẽ mua tất cả đồ dùng học tập cinnamon trước, sau đó là đến cuối clip á mình sẽ lựa ra những cái món nào mà cần thiết sử dụng, sau đó là mình sẽ mua được 200k nha. Yeah. Tiếp theo bà Dê sẽ phát hiện được một cái set gọi là cái set bút xóa đây, nhưng mà không có hình cinnamon mọi người ơi, chỉ có hình Kitty nè, rồi á hả Melody với Burin thôi. Nhưng mà kế bên là cái set bút xóa này có cinnamon nha, đây xanh lè xanh lét siêu đẹp luôn mọi người đó. Nên bà Dê quyết định là sẽ lấy một bé đây, cái bạn này có nguyên một cái hình cinnamon luôn, mọi người thấy không đó, rất là đẹp. Rồi bà Dê sẽ lấy một bé yêu luôn nha. Hồi nãy là mình mua được một cái kéo nắp đậy, bây giờ mình phát hiện một cái kéo nắp đậy mà xịn hơn nữa mà hình cinnamon luôn nha mọi người. Xinh lè xinh lét chấn động bờ kè luôn, rất là đẹp. Mà giá chỉ có là 30 cành thôi nên bà Dê cũng sẽ lấy một bé luôn ha. Kế bên mình có một cái set gọi là set bút dạ quay 6 cây có hình cinnamon, rất là xinh luôn nha mọi người. Nên bà Dê sẽ lấy một bé yêu này luôn. Đây, đồ chuốt gấu dao, đồ chuốt thỏ, đồ chuốt ship, nhưng mà vẫn có một cái đồ chuốt siêu xịn xò hình cinnamon hồng nha mọi người, rất là xinh luôn. Cái đồ chuốt này là bự gấp đôi cái đồ chuốt bình thường luôn á chị em, giá cũng rất là ok la. Nên bà Dê sẽ lấy một bé yêu luôn. Đây, một cái máy tính cinnamon nha mọi người. Đây, bà Dê sẽ cho mọi người xem cái mẫu mã của nó đó. Đây, kéo qua đây, kéo ơi, đây. Trời đất ơi, đẹp quá. Nguyên một bạn cinnamon luôn đó. Bạn nào mà thích sử dụng máy tính thì mình có thể sử dụng nha. Đó, rất là ok la luôn. Bà Dê sẽ lấy một bé yêu này là đó, xinh lè, xinh lén luôn. Kế bên bà Dê sẽ thay được đó là một cái gọi là hộp đựng bút xốp. Đó, xốp bay á mọi người, xốp bay hình cinnamon. Đó, rất là xinh luôn. Ngoài hình cinnamon thì bà Dê còn có hình kurumi nữa, nhưng mà đợi cái clip kurumi mình sẽ mua nha. Phát hiện chấn động của loài người, có thêm một cái lọ đựng bút cinnamon mà da da để cho bé yêu ơi đây. Ngoài cái hộp đựng bút cinnamon, shop bay còn có thêm một bút cinnamon da luôn. Rồi ok, tiếp theo thì bà Dê sẽ thay đây một cái máy tính cầm tay đó hình cinnamon nha mọi người. Cái này mọi người có thể bỏ vô cặp rất là gọn gàng luôn đó. Máy tính cầm tay hoặc hình siêu cute có cinnamon nè, có kurumi nè, rồi còn có thêm melody nữa da. Đây, cái màu hồng này là melody mọi người đó. Đó, rất là dễ thương luôn. Đây, rồi tiếp theo bà Dê sẽ thấy được một cái set bút chì kèm theo cái gom nè, rồi kèm theo cái đồ chuốt nữa, siêu tiện lợi luôn. Mà một set như thế này á là được tới 12 cây luôn nha mọi người. Mình có thể xài nguyên một năm trời không có hết luôn nha. Mà giá chỉ có là 90 cành chanh thôi, là mình có thể sử dụng chấn động bật kè sử dụng từ năm này sang năm khác. Dưới đây có một cái mình sử dụng về học tập rất là ok la. Đó là giấy nốt nha mọi người. Giấy nốt này shop bà Dê vừa mới về luôn. Nó có kèm một cây bút cho mình ghi nè, rồi một sắp giấy nốt cinnamon roll nè, rồi đặc biệt kèm thêm một cái gọi là cái bìa kẹp đó mọi người. Bìa kẹp để kẹp cái giấy nốt lại để cho chắc chắn lại, không có bị lung lay nha. Rồi mình sẽ lấy một cây luôn ạ. Yeah, đi học không thể thiếu học bút
bút để đựng bút nha các tình yêu ơi đó. Đây mà về con rất là nhiều loại hộp bút luôn, Melody nè, rồi Spocker nè, rồi Beerus nè, rồi phi hành gia Doraemon, rồi máy tính Sonic đồ, rồi người nhận rất là nhiều luôn nha. Ở dưới đây thì mình có gấu bia mà rất là nhiều màu đủ thứ các kiểu, chim đà điểu, và đặc biệt có hộp rẻ theo Cedarbon. Trời đất ơi, một bé hộp bút Cedarbon giá 55 cạnh tranh thôi mà rất là ok la, và được đợt nhiều bút da mọi người, nên mình sẽ lấy một bé yêu luôn. Vừa mới phải về thêm một cái hộp bút lại mới nè mọi người, có Kitty nè, rồi có Melody, có Cinnamon và có Kugumi luôn nha. Một cái hộp bút như thế này á giá chỉ có là 50 cạnh tranh thôi, nhưng mà mình có thể được đựng tới 2 ngăn. Nó là hộp bút nhựa mà kiểu dạng 3D á mọi người, nhìn thấy rất là ok luôn. Đây mình mở ra như thế này đó, là ở trong đây nó sẽ có cái đồ đựng những cái cây bút nè, rồi dưới đây là mình sẽ đựng được thêm rất là nhiều bút nữa nha, rất là tiện lợi nồi canh luôn. Bạn nào mà muốn mua những cái hộp bút này á thì có thể ghé shop Bà Gia liền cho nóng. Kế bên Bà Gia phát hiện ra một cái set này gọi là set ghim bấm 35 cạnh tranh, gồm một cái bút mà kiểu bút dạ quang để mình đồ những cái phần quan trọng để mình học nè, và một cái set ghim cài bấm để mình bấm những cái mà món đồ thủ công của mình nữa nha, rất là ok. Là Bà Gia sẽ lấy một cái luôn. Bà Gia vừa phát hiện được nguyên một cái quầy mà nó bán toàn set bút boy đồ rất là xịn sò, đây là có hình Cinnamon đó mọi người. Kế bên cũng có Kugumi nữa nè, Bà Gia quyết định là sẽ lấy một cái này đó. Một cái set bút này thì sẽ có 12 cây mình có thể boy được, và nó là mực tím nha chị em yêu ơi, và giá chỉ có là 85 cạnh tranh thôi. Quầy này Bà Gia vừa phát hiện đó là có set bút một cây bút và được hai cái ngòi mực với được theo cái nắp đậy nữa, hình Cinnamon luôn. Mà cái bút này gọi là bút mực máy nha mọi người, là những cái bạn mà học cấp 1 thì mình có thể xài viết máy, mình viết ra thì cái nét chữ nó sẽ mỏng nhẹ và nó đẹp hơn, và mình có thể là mình thay vào cái lọ mực này để mình đỡ bị dơ tay á mọi người. Rồi ok, và Gia cũng sẽ lấy một cái luôn. Ở đây thì Cinnamon có tới 3 mẫu rồi mọi người ơi. Đây, mẫu cargo lớn, mẫu cargo nhỏ và mẫu Cinnamon xanh lè xanh lét đó, ba cái khác nhau luôn. Rồi Bà Gia cũng sẽ lấy luôn ba cái, xíu mình sẽ lựa lại sau ha. Hay Bà Gia phát hiện được một cái set bút này là có hình Kitty nè, Burin nè, Melody nè, Cinnamon nè, Kurumi nè đó, và Bochaco nữa. Một cái set này là được tới 12 cây luôn. Bạn nào thích là những cái nhân vật này thì mình có thể mua nha, mà tại vì ở trong đây nó có cái bạn Cinnamon nên Bà Gia sẽ lấy một cái ha. Bà Gia phát hiện có một cái bút chì Cinnamon giá có 15 cạnh tranh thôi đó, rất là dễ thương, và có một cái bạn Cinnamon ngồi trên đây luôn nha mọi người đó, gọi là bút chì khúc nha các tình yêu ơi đó. Bạn nào không thích xài bút chì khúc đó thì mình có thể xài qua bút chì bấm đó. Đây bút chì bấm cũng có hình Cinnamon luôn nha mọi người đó, giá cũng bằng giá luôn, rất là đẹp đó. Mình có thể thay ngồi bấm đồ các kiểu con chim đà điểu rất là ok la luôn. Nên Bà Gia sẽ lấy hai cái bút chì, một cái bút chì khúc với một cái bút chì bấm. Lần đầu tiên Bà Gia phát hiện một cây bút xóa và có hình Cinnamon luôn nha mọi người. Ngoài hình Cinnamon đó thì mình có hình của bạn hamster nè, rồi có hình của bạn thỏ nè, rất là dễ thương. Nhưng mà hôm nay là mình mua Cinnamon nên mình sẽ lấy một bạn Cinnamon ha. Ê, bên kia có Cinnamon không Tấn? Để à đây chị. Hộp sữa. Đó coi đây. Gì hộp sữa bà nội? Cái này là cái đồ chứa cu te hình ngôi nhà bà nội ơi. À, dạ, đây hình Cinnamon là lấy liền cho đâu. Ở đây là Bà Gia thấy đó là về thước cho mọi người đó. Thước Burin Cinnamon. Trời ơi xinh xẻo xinh xẻo. Bà Gia chỉ có là 10 cạnh tranh thôi, đẹp chưa? Quá đã luôn, quá đã luôn. Bà Gia sẽ lấy một cái he. Ở đây là Bà Gia phát hiện được một cái hộp 12 màu bút chì màu, kiểu là chì màu cây á chị em. Đó giá chỉ có 40 cạnh tranh thôi mà có hình Cinnamon rất là dễ thương, rồi Bà Gia sẽ lấy luôn ha. Đây đây set gom Cinnamon. Thôi cái này mình cắm vô được mọi người đó, mình bo vậy nè đó. Rồi khi nào mà hết gom cái mình đổi lại, đây mình đổi lại đó là màu hồng lè hồng lát lô trứng đậm bờ kè. Ngoài Cinnamon còn có thêm Burin nè, Kurumi nè, Melody nè, rất là đẹp he. Rồi ok, sổ tay Cinnamon rất là dễ thương luôn. Đây mọi người, sổ tay rất là cưng. Ủa mà sao sổ tay Cinnamon này có móc khóa Kurumi là sao? À là đôi bạn thân này đi chung với nhau hay sao mà ngộ quá vậy ta. Rồi ok, sổ tay là so kèm nốt khóa, giá là 25 cạnh tranh. Đây còn bạn nào không thích kèm cái móc khóa thì mình có thể mua sổ tay Cinnamon kèm một cây bút nhỏ gọn để mọi người có thể ghi những cái từ hoặc là ghi những cái công thức mà mình cần ghi nhớ chị em. Rồi ok, chốt đơn hai bé này nha. Bạn nào không thích những cái sổ mà nhỏ nhỏ thì mình có thể mua những cái sổ to. Thì sổ to thì Bà Gia sẽ có sổ to của Cinnamon dưới đây nè. Đây ngoài Cinnamon còn có sổ lò xo lớn của Melody nè, rồi có Kurumi nè, rồi có bé khủng long, rồi có bé gấu đồ các kiểu, gấu dao rồi đó. Nhưng mà Bà Gia sẽ lấy một bé Cinnamon giá là 35 cạnh tranh. Này bạn này cũng có Cinnamon luôn nha chị em ơi, giá cũng 35 cạnh tranh luôn. Tầm giá nè mọi người, thích lấy kiểu nào thì mọi người sẽ lấy kiểu đó ha. Một phút dành cho quảng cáo nha. Thì hôm nay shop Bà Gia xin giới thiệu những cái mặt hàng đồ ăn tại shop tôi bán luôn ha. Ở đây là có rất là nhiều, ví dụ như là kẹo dẻo cá sấu, kẹo dẻo sắn Thái Lan, nuôi riêng khô bò lá chanh, rồi còn có thêm
kẹo bông sữa mắt đó, dữ dội được anh chờ bán dữ dội quá trời bán luôn. Nói chung là bà dê phải phái gì ăn vặt là bà dê mua về nhập về bán hết chị em luôn. Đặc biệt là có bánh gấu ba vị đó nha mọi người, có vị trà xanh, vị truyền thống và vị sô cô la đó. Bạn nào thích ăn mặn mặn thì mình có thể ăn mực kén nguyên con luôn hả bé. Rồi mình không có ăn mực kén thì mình ăn mực ghim me, rồi ăn mực mà nó cay quá thì mình đổi mình ăn kẹo bi trái cây, rồi ví dụ mà ăn kẹo bi mà nó ngán nữa là mình ăn chuối xay Thái Lan, rồi ví dụ mà cũng thích ăn món Thái mà không thích ăn chuối xay thì mình ăn bánh bánh gì em? Bánh khóm á chị. Bánh khóm mà bé, bánh khóm mặn Thái Lan rất là ngon luôn. Rồi bạn nào mà thích ăn mà ăn giặt mà kiểu sương sương sơ sơ trong trường rồi đó bé thì mình có thể mua khô gà lá chanh nha bé, hoặc là khô mít ba vị có mật sữa nè. Khô mít ba vị mật sữa nè, rồi khô bò với khô gà nha, rất là ok là luôn. Cái này mới ngon nè, cơm cháy khô bò, trời đất ơi kêu. Trời đất ơi dữ dội, vậy là bà Dê đã sưu tập được rất là nhiều món đồ dùng học tập tại shop bà Dê luôn ha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ có cái công đoạn là mình lựa ra, miễn sao mà đủ 200k là mình sẽ hoàn thành thử thách nha. Đầu tiên thì bà Dê sẽ thấy được là mình phải có cái hộp bút để mình đựng bút đó, thì bà Dê sẽ có hai cái hộp bút này, một cái là 50 cành cây, một cái là 55 cành cây. Cái này thì bằng nhựa, còn cái này thì bằng vải, nhưng mà mình sẽ lấy cái nào rẻ hơn. Này cái này 50.000 thì mình sẽ lấy một cái 50.000, một cái hộp bút 2 ngăn he. Rồi tiếp theo thì mình phải có bút, tại vì hộp đựng bút rồi mà không có bút thì nó cũng kỳ đó bé. Rồi đây thì bà Dê nghĩ là cái bút này là nó rất là tiện lợi, tại vì nó có 20.000 thôi nhưng mà nó được tới tận 10 màu luôn. Mình có thể thay đổi hoặc là mình có thể trang trí đồ đủ thứ màu trên cái cuốn tập của mình thì khá là ok la mọi người. Bà Dê cũng sẽ lấy một bé luôn ha. Này 20.000 với 50.000 là mấy cái kia rồi. Bây giờ mình sẽ lấy thử cái gì đó nữa. Có bút rồi thì phải có thước. Đây, một cái thước chỉ có 10 cành chanh thôi mà cũng có hình cinnamon. Đó là 80.000. Rồi, có bút mực rồi, có bút có thước rồi, vậy phải có bút chì đó. Ở đây thì bà Dê sẽ thấy được hai cái bút chì, một cái bút chì bấm và một cái bút chì khúc ha. Nhưng mà giờ mình nên lấy cái nào dễ thương ta? Hình như cái này dễ thương nè, tại vì bút chì khúc này thì giá là 15 ha bé. 15. Rồi ok, bút chì khúc 15 nữa là hồi nãy là nhiêu trời? 50, 80, 95.000. 95 thôi. Rồi ok. Mình thiếu bút xóa, bút xóa rồi đây. Một cây bút xóa 15 cành chanh nữa, 95 với 15 là 110. Đó đúng rồi, chính xác luôn, 110. Rồi mình thiếu thêm một cái đồ chuốt nữa. Đồ vừa học tập cũng phải có đồ chuốt 20.000 luôn, 110 là 130. 130 còn thiếu gì nữa không ta? 130. Rồi cái này một cây kéo đó, một cây kéo để mình sử dụng cho cái quá trình học tập, 20.000 nữa là 150. Rồi cái này là cái nón, nhưng mà bà Dê thấy có cây bút rồi nên cái này cũng có cây bút luôn đó. Bà Dê sẽ không có lấy một cái cuốn tập để mình có thể ghi chép mọi thứ đó. Đây là 20.000 nữa, 25.000 nữa là 165.000. Phải không? Dạ, nãy 140. Hồi nãy 140 hả? Vậy dạ. 165. 165 là còn có 35.000. Dạ. 35.000. Cái máy tính thì chắc là ít bạn xài được lắm. 35.000 thôi, lấy thêm cuốn tập nữa để cho đẹp. Đó rồi, một cuốn tập bự, một cuốn tập nhỏ. Cuốn tập bự để ghi những cái bài học, một cuốn tập nhỏ để ghi công thức nha. Rồi ok là vừa đủ 200k. Cho xin cái bịch em ơi, nãy trả tiền rồi mà cho xin cái bịch nữa. Cái này của chị đúng 200.000 đúng không? Ừ đúng rồi. Dạo này em có thấy shop mình nó lạ lạ không? Nó sao chị? Ý là chị thấy dạo này làm như shop mình nó có ma. Con ma nó ra sao chị? Con ma hả? Hôm bữa chị thấy nó hồng lè hồng lén à. Mà nó ở đâu? Thì chị thấy nó ở dưới kia kìa, nhưng mà nó màu hồng rồi nó còn ăn mặc giống người Ấn Độ nữa, mà nó nằm ở